Rồi mình cũng hello mọi người nha. Bữa nay tiếp tục đi sau đêm đó mọi người. Bữa nay đi cái khu vạc cặp vườn nè mọi người. Khu này cũng có 3-4 miếng à. 3-4 miếng còn gạ nè. Mà nước xếp xếp à. Khu này còn nước, còn xếp xếp nè. Khu này cặp vườn này chắc cò nhiều ạ. Thấy bạn ngày nó bay quá trời bay luôn mà khu này đầu môi gì chưa có chụp lần nào chứ á. Dòng bên sông thì người ta xới chân à. Cái khu mình bữa hổm mình chụp bên sông nó còn hai miếng vậy, hai miếng chưa xới, chắc đó đợi chừng nào xạ rồi ta xới luôn á. Đây cái giọt mừng thôi nè mọi người, mình mới rủ nghe mình nè, nghe em nói mình nó đi gà đó, hổm nó đi không biết. Rồi ngày mới mình không quên chúc mọi người một ngày mới vui tươi và tràn đầy niềm vui, mọi công việc đều luôn luôn thuận lợi nha. Rồi để chừng nào mình đi vòng vòng mình thấy nó thì mình quay cho mọi người xem nha. Đây mới thấy con cà cuốc mọi người, cà cuốc nè mọi người, quá trời mấy chó nó sủa chọn. Bữa nay mình đi chụp cái cặp mấy giường nè. Khu này còn 3-4 miếng thì chưa có xới. Đó mọi người. Wow, bự nha, con này bự nha. Cực cuốc máy. Quá trời mấy con chó nó chua rồi. Cuốc cái mấy ngon nè mọi người. Dính nè mọi người. Cuốc. Đây. Ôi mập lu luôn. Mới ra là vừa con chó nó sủa quá trời. Mình mới rủ nghe mình nè, nó đi ra đây rồi mình biết nó đi không. Cái máy này hết biết nó mập rồi. Ôi nó mập. Nè mọi người. Quá xa luôn. Cái cuốc này tao thổi lắm à. Thổi nó sắn lắm à. Ô, nó dính mấy cái cánh. Wow. Lụm. Còn là con máy mọi người. Con máy. Để em bỏ vô nha. Đây. Bên này đem cái túi này. Túi màu xanh bằng kia luôn. Rồi để em bỏ vô mọi người. Đây, mới thấy con cò đỏ mọi người. Kìa. Mọi người thấy không biết. Đó mọi người. Đó nó ngồi đó mọi người. Lụm nó kìa, con này cũng dạng quá nè.
kiếm được rồi. Lầm. Ây da. Wow. Đây. Miếng này nó còn xép xép nước, nó dễ gỡ nè. Lật qua cái là gỡ được. Giặt này chắc chụp bữa nay trúng mánh nha mọi người. Không gỡ không có chụp. Đây. Một con cò. Con này nó hai con mọi người. Đây nó hai con. Đây. Rồi, tiếp tục nữa mọi người. Thấy thằng đó con mọi người. Xa quá. Đó mọi người. Xa quá trời xa. Đây mình lội lại gần. Quá trời xa. Tới nơi mọi người. Lầm. Một con nữa. Quá đã. Cò đó này rất dễ chụp luôn rồi. Đây. Nghe nó kêu con nó gì mà. Rồi để mình bỏ vô mọi người. Kiếm kiếm đây coi. Nghe giống nghe con cò kêu quá. Đây mới thấy con đó mọi người. Đây. Nó ở cặp cặp cái gã đó mọi người. Con này lụm nữa. Nó dạng quá. Chạy với mày. Cô này quá trời cò luôn mọi người. Cặp giường cò dữ lắm. Cặp giường này lụm
cặp vườn này là chụp thấy mê luôn á. Nước càng cạn là lật lật nó kiểu kiểu này dễ gỡ. Trời ơi, dính cứ nhắc luôn. Dính cái đầu nó. Dưới này hơi thưa lọt đầu nó. Rồi xong. Đây mọi người, một con nữa. Ba con còn con cá cuốc đó mọi người. Trời vô hông. Rồi tiếp tục nữa mọi người. Mới thấy con này mọi người. Đó mọi người. Sát bên luôn. Con này cũng già quá nè. Để em làm đúc cho mọi người xem nha. Gúc 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 mọi người. Không xong nhắc quá ta. Dính. Chạy hả mày, tính tiêu rồi mọi người. Chạy tưởng đâu nó bay. Đây. Tưởng nó bay rồi. Ai ngờ lụm. Nãy giờ soi có miếng mà mọi người. Có miếng à. Cấp này mà miếng nước nhiều là nó không có cò đâu mọi người. Nó là miếng gò gò chưa. Gò gò xếp nè. Nó cò nhiều lắm. Nước quá nó không ở đâu. Rồi. Rồi đi dài vô mọi người. Miếng này sôi giáp vựng rồi. Miếng này khoảng cả 5-6 còng à, có 5-6 còng nữa mọi người. Dòng à. Con miếng mà làm 4 con cò với 1 con cà cuốc đây. Nãy nó bay hết con cò rồi. Đi nó bay vô vườn hết con nữa. Xíu nó lụm nữa rồi. Cái vạc bên đó thì còn hai miếng nữa mà gạ ủa nước quá trời nước á, vạc đó đất lung. Đây nè, có miếng này nó hơi xếp nè. Xếp này dễ sôi. Cò nó dạng nữa. Còn mấy miếng sâu quá có cò lội nó cũng bay chứ. Lội mấy miếng gò nè, có. Đây được nè. Được 4. Bốn con cà cuốc. Đây, bữa nay được cái túi quá đã mọi người. Đây, cà cuốc máy. 4 cò này. Mày mơ chắc về nướng sa tế quá. Quá đã luôn. Rồi. Cò đỏ này mập lắm ơi. Đây. Rồi, vô mọi người. Thôi video mình cũng xin kết thúc nha mọi người. Hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo của mình nha. Rồi, mình cũng bye bye mọi người luôn nha.